Xin chào tất cả các quý khách hàng, các chị chủ spa của em Huế. Hôm nay thì em Huế rất là vui mừng được giới thiệu với các chị là có một vị khách hàng lên trên văn phòng đại diện của em ở 61 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội để có thể trải nghiệm một cái liệu trình vi kim siêu nano. Thì chị đã biết thông tin về cái sản phẩm siêu nano này thông qua một cái clip mà em Huế đã giới thiệu ở trên cái trang của em Huế là trang YouTube. Và cái bộ siêu nano vi kim này thì nó sẽ là một cái bộ sản phẩm mà có thể nói là hot trend cho các thẩm mỹ viện và các spa của năm 2020. Với những cái ưu điểm vượt trội của nó, đó là cái sản phẩm này thì nó sẽ làm cho peel cái lớp da của các chị ngay khi mà các chị thực hiện cái quá trình vi kim, chứ không phải chờ từ 3 đến 5 ngày sau da mới bong giống như là những cái liệu trình trước đây. Đặc biệt nữa là với cái sản phẩm này thì các chị sẽ thấy là da của các chị nó không bị hiện tượng rát, không bị đỏ, không bị sưng, không bị đau giống như là cái liệu trình trước đây mà khi mà các chị thực hiện. Bởi vì là cái đầu kim nano trước đây thì nó sẽ làm theo cái hình lục giác, nên là nó sẽ dẫn vào trong da thì xuyên qua lỗ chân lông sẽ gây cái cảm giác rất là đau và rất là châm chích. Thế nhưng mà với cái phân tử nano này thì nó giống như một cái mũi kim, nó theo cái chiều dọc và nó sẽ đâm thẳng xuống dưới cái vùng da của các chị nằm ở đó và tan ra. Thì sau 3 ngày thôi là cái kim này nó sẽ phát huy được toàn bộ cái tác dụng của sản phẩm. Thì cái tác dụng chính của cái sản phẩm vi kim này là nó sẽ loại thải toàn bộ cái lớp sừng hóa, những cái lớp da thừa hoặc là những cái lớp da dư ở trên bề mặt da của các chị, làm cho cái lớp thượng bì nó trở nên gọi là thông thoáng. Và lúc đó thì cái việc đưa dưỡng chất, những cái mỹ phẩm đắt tiền hay là những cái sản phẩm dưỡng chất của các chị vào sâu trong da được tốt hơn và tăng cái độ hấp thụ sản phẩm của các chị đối với những cái vùng da của các chị nó sẽ nhanh hơn. Thì cái bộ sản phẩm siêu vi kim nano này là một trong những cái bộ sản phẩm gọi là đột phá của năm 2020. Với những cái spa và thẩm mỹ viện hiện nay thì đang áp dụng liệu trình siêu vi kim nano để áp dụng cho những cái liệu trình điều trị cho da nám, da sạm, tàn nhang, đồi mồi, da bị lỗ chân lông to, dầu nhiều, da bị mụn, da bị sẹo, và đặc biệt nữa là trong cái liệu trình mà trẻ hóa da toàn diện. Thì đối với những chị nào mà chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề như vậy thì hãy inbox cho bên em Huế, bởi vì bên em Huế sẽ có đội ngũ chuyên viên của spa và thẩm mỹ viện sẽ sẵn sàng là hỗ trợ cho các chị để giúp cho các chị có thể cải thiện được cái làn da của mình. Một bộ vi kim siêu nano của bên em Huế thì nó sẽ bao gồm đầy đủ. Đây là một cái bộ vi kim đầy đủ như thế này. Nó sẽ gồm có tem phụ này, nó có tất cả những cái tiêu chuẩn chất lượng ISO, bởi vì cái sản phẩm này là sản phẩm mà được xuất đi 21 quốc gia và trong đó có thị trường châu Âu. Cái thứ hai nữa là xuất xứ tại tập đoàn Haijin, là một trong những cái tập đoàn dược lớn thứ ba ở bên Hàn Quốc, và tập đoàn này thì chuyên sản xuất phân phối những cái sản phẩm mà cung cấp cho spa và thẩm mỹ viện lớn. Và tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ thấy là có rất là nhiều những cái tem như thế này để đảm bảo là hàng của chúng ta có thể check mã vạch thông qua những cái phần mềm như thế này. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cái bộ vi kim siêu nano này thì các chị sẽ chuẩn bị cho Huế một cái bộ vi kim. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái mặt nạ rong biển. Cái mặt nạ rong biển này thì nó sẽ giúp làm cho cái quá trình mà vi kim của chúng ta nó không bị cái cảm giác đỏ rát và không bị hề bị sưng hay là đau đớn gì các chị nhé. Khi mà chúng ta sử dụng thì với từng loại da thì Huế sẽ đưa theo những cái tế bào gốc tương ứng với từng loại da của các chị. Nếu như chị nào mà da bị dầu nhiều, lỗ chân lông to, điều trị muộn thì chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc P cộng trong cả quá trình vi kim. Chị nào mà da bị mất nước, mất ẩm mà cần phải cấp ẩm sâu cho da, chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc H cộng. Chị nào mà da bị nám sạm, tàn nhang và cần làm trắng, chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc Y cộng. Chị nào mà da cần tái tạo, trẻ hóa da toàn diện thì chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc A cộng trong quá trình mà sử dụng vi kim. Và đặc biệt nữa thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tế bào gốc này thì chúng ta trong cái quá trình vi kim 28 ngày, da của các chị sẽ được thay 4 lần. Tức là mỗi một tuần thì chúng ta sẽ sử dụng cái liệu trình vi kim này một lần. Thì mỗi một lần thì chúng ta sẽ thay một cái lớp da mới và nó đủ thời gian để kích thích tái tạo những cái tế bào mới ở dưới da, thay thế cho toàn bộ những cái tế bào cũ. Và khi mà các chị sử dụng liệu trình này thì mỗi một tuần các chị sẽ thấy cái làn da của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Và như em Huế là ngày hôm qua thì em vừa mới thực hiện cái liệu trình vi kim xong thì cái da của em ngày hôm nay các chị thấy là hoàn toàn là bình thường, rất là căng, rất là bóng và rất là sáng như thế này. Và bây giờ thì em Huế sẽ trực tiếp
sẽ test cái sản phẩm vi kim cho chị Tú để giúp cho các chị có thể là hiểu rõ được là cái quy trình cũng như là cái tác dụng của cái sản phẩm vi kim này thì nó tốt cho da như thế nào nhé. Đây là gương mặt của chị Tú, mặc dù là hơn 40 tuổi nhưng mà những cái cấu trúc da của chị thì nó chỉ có hiện tượng hơi chảy xệ cái phần nọng cằm thôi, còn lại thì về cơ bản là da của chị Tú khá là đẹp. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là khi mà chị Tú đưa lên thì cái da của chị rất là đỏ này, bởi vì chị sử dụng những cái kem lột tẩy nhiều nên da của chị rất là đỏ, lộ cân máu rất là rõ. Da của Tú thì khá là kích ứng, khá là dễ bị kích ứng và đặc biệt là có những hiện tượng đẩy nám sạm lên bề mặt rất là nhiều. Và khi mà em ấy soi da thì thấy rằng là cái kết cấu da này, cái nám ở cái phần trung bì đang chuẩn bị đẩy lên rất là nhiều. Nếu như mà chị Tú không biết bảo vệ chăm sóc da và không có cách để có thể ngăn ngừa được cái hiện tượng nám sạm thì sau một thời gian khoảng 1 năm thì cái da này nó sẽ đẩy nám lên rất là nhiều nhá. Chính vì thế nên em Huế sẽ tư vấn cho chị Tú cái liệu trình mà peel da để chúng ta có thể loại bỏ được những cái lớp da thừa, những cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da và đảm bảo là cái kết cấu da của chị Tú nó không bị ảnh hưởng gì. Cái này là sản phẩm peel da, là chúng ta sẽ đưa những cái phân tử nano bằng cái vi kim vi tảo xuống dưới cái lớp trung bì của da. Khi mà phân tử này tan ra thì nó sẽ kích thích sản sinh những tế bào mới để thay thế tế bào cũ. Thế nên là khi mà các chị sử dụng cái này thì nó hoàn toàn khác phương pháp lột tẩy khác thông thường. Bởi vì nếu như những cái phương pháp lột tẩy thông thường các chị sử dụng peel để lột đi cái lớp da ở trên nhưng mà không có cái sản phẩm để tái tạo cái lớp da ở dưới, thế nên là da của các chị sau một thời gian sẽ bị mỏng đi, đỏ đi và yếu đi rất là nhiều, lộ mao mạch rất là rõ và bị hiện tượng tăng sắc tố. Nhưng mà cái sản phẩm vi kim này thì nó sẽ là cái công nghệ kép, tức là một phần thì nó sẽ tiêu đi lớp sừng hóa và lớp da thừa, nhưng một phần nữa thì nó sẽ tăng sinh những cái lượng da mới ở dưới cái da của các chị, đẩy lên trên bề mặt da trên để thay thế cho lớp da cũ. Thế nên là các chị hoàn toàn yên tâm là với da mỏng đỏ yếu dễ bị kích ứng nhất thì hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được cái liệu trình vi kim của bên em Huế nha các chị nha. Đó, đây là gương mặt của chị Tú đã được làm sạch rồi và bây giờ thì Huế sẽ test trực tiếp lên trên gương mặt của Tú để cho mọi người có thể hiểu rõ được cái quy trình vi kim, thì chúng ta sẽ thực hiện những cái bước đầu tiên như thế nào và kết thúc liệu trình thì chúng ta sẽ xem cái sự thay đổi lột xác của da của chị Tú lần đầu tiên khi mà sử dụng liệu trình vi kim này như thế nào nhé. Bây giờ như này, bởi vì là da của Tú thì nó khá là mỏng đỏ và yếu, dễ bị kích ứng đúng không? Khi mà sử dụng sản phẩm thì rất là khó. Thế nên là mình sẽ sử dụng một lớp gel lô hội để chúng ta sẽ làm sạch mặt xong chúng ta sẽ bôi một cái lớp gel đó để giảm cái hiện tượng kích ứng ở trên da. Và đặc biệt nữa là khi mà sử dụng cái lớp gel lô hội này thì nó sẽ đảm bảo là da của Tú nó sẽ hút được toàn bộ những cái phần mà vi kim vào một cách tốt nhất nha các chị nhé. Đây là da của Tú đã làm sạch rồi và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái chai gel lô hội này. Chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta bôi trước tầm khoảng 10 phút nhé. Chúng ta sẽ bôi vào những cái vùng mà cần peel da tầm khoảng 10 phút để cho da đảm bảo là nó có cái sự hấp thụ da tốt và đặc biệt là nó không ảnh hưởng gì đến những cái phần bạch máu này. Nó không ảnh hưởng gì đến những cái phần mà vùng mà da không trị liệu. Đó. Các chị hãy theo dõi nhé, với cái da như thế này có rất là nhiều chị thì băn khoăn rằng là liệu rằng da của chị mỏng đỏ yếu, lộ mao mạch như thế thì có sử dụng được cái liệu trình peel da này không. Thì em ấy sẽ trực tiếp là em ấy sẽ test trên cái nền da cực kỳ yếu, cực kỳ dễ kích ứng và đang bị lộ rõ mao mạch rất là nhiều của Tú để cho mọi người có thể là nhìn thấy rõ là nếu như mà da của mọi người dễ bị kích ứng hoặc là nổi mao mạch thì sử dụng cái liệu trình peel này nó sẽ hiệu quả như thế nào nhé. Đặc biệt là đối với những cái da mà nổi mao mạch ấy thì càng phải thực hiện cái liệu trình peel này. Bởi vì sao? Bởi vì cái liệu trình peel này thì nó sẽ làm tăng sinh những cái tế bào mới ở dưới cái gốc da của các chị đẩy lên trên khi mà chúng ta kết hợp liệu trình peel da với tế bào gốc. Còn nếu như mà chúng ta đã bị nổi mao mạch, đã bị yếu da mà chúng ta lại không kích thích, không tăng sinh được những cái sợi collagen hoặc là những cái tế bào mới ở dưới da, chúng ta lại sợ cái quá trình peel da nó làm mỏng đi thì đấy là hoàn toàn đó là một cái khái niệm vô cùng là sai lầm. Bởi vì ở đây thì em mới gặp 80% khách hàng khi mà lên trên văn phòng này thì hầu như chị nào cũng sử dụng rất rất nhiều loại mỹ phẩm để điều trị nám, làm trắng da, rồi điều trị mụn. Thế nên là dẫn đến hiện tượng là cái mao mạch nó bị lộ rất là rõ, cái da rất là mỏng, rất là yếu. Nhưng mà chỉ sau khi sử dụng cái liệu trình vi kim này tầm khoảng 2 lần thôi thì cái da của các chị, kết cấu da của các chị nó sẽ bền vững hơn,
da khỏe hơn, có hiện tượng dày hơn, và đặc biệt là cái hiện tượng mao mạch nó không bị nổi rõ mà thậm chí nó còn mờ đi. Đó là chứng tỏ là cái kết cấu da của các chị, những cái tế bào mới ở dưới da là những cái tế bào khỏe mạnh, nó đang dần đẩy lên để nó thay thế, cũng như là nó loại bỏ những cái tế bào già, những cái tế bào yếu ở trên bề mặt da của các chị. Đó, thế nên là khi mà chúng ta sử dụng liệu trình peel này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta sẽ được thay một lớp da mới trong vòng 28 ngày sau 4 lần trị liệu. Và cái liệu trình này thì một năm các chị có thể, nó an toàn đến mức độ là một năm các chị có thể làm được 4 lần, bởi vì cứ tầm 3 tháng là các chị có thể làm một liệu trình này trong vòng 1 tháng. Cứ một tuần chúng ta sẽ làm một lần, thì mỗi một tuần thay cái lớp da mới trên bề mặt da cũ thì lúc đó là da của các chị hoàn toàn là lột xác, và đặc biệt là cái sự trẻ hóa cũng như là cái độ khỏe trên làn da của các chị sẽ được biểu hiện rất là rõ sau mỗi lần các chị thực hiện cái liệu trình peel này nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chờ khoảng 10 phút để cho cái gel lô hội khô trên một khô một chút, và cái da của Tú có thể hấp thụ được cái gel lô hội. Sau khi mà khoảng 10 phút sau thì bắt đầu thì em Huế sẽ tiếp tục cái liệu trình peel da này để cho các chị có thể theo dõi, và cũng như là xem là cái liệu trình peel này thì chúng ta thực hiện, nếu như chúng ta làm ở tại spa cũng được, mà chúng ta làm ở tại nhà thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ thực hiện một cách rất là dễ dàng nhé các chị nhé. Sau khi mà đã bôi cái chai gel cho Tú tầm khoảng 10 phút thì bây giờ là trên bề mặt da là đã gần như là ngấm hết toàn bộ cái gel rồi. Còn lại cái phần dư thì Huế sẽ lau đi nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ lau cái phần mà gel dư đi. Khi mà bôi cái gel này thì nó sẽ có một cái tác dụng, tức là nó sẽ làm cho cái hệ miễn dịch da của chúng ta nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng mà kích ứng cho da rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đối với cái da mà mỏng đỏ yếu và dễ bị kích ứng thì nó sẽ giúp làm cho những cái tinh thể tảo nó đẩy vào sâu trong da hơn. Đó, thì da của chúng ta nó sẽ không phải hoạt động quá nhiều, nên là khi mà sử dụng cái này thì liệu trình này làm cho cái da của các chị, những cái da mà bị lộ mao mạch ấy thì nó rất là hiệu quả, và đặc biệt là nó sẽ thẩm thấu cái sản phẩm một cách nhanh nhất, nên là nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng mà châm chích ở trên da của các chị đi. Rồi, sau khi mà chúng ta lau xong như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như là một cái nước hoa hồng để chúng ta lau lại toàn bộ mặt. Sau đó thì khi mà sử dụng xong cái nước hoa hồng thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quy trình mà peel da nhé. Đây, mình sẽ lau lại cho Tú bằng nước hoa hồng nhé. Cái liệu trình peel này ấy, thì nó cực kỳ là an toàn, thế nên là chúng ta sẽ không phải sử dụng cái cồn đâu, không phải cần phải sử dụng đến cồn, mà chúng ta chỉ cần làm sạch da này, sử dụng bằng nước sạch này, và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình từng bước một ấy, các bước thì chúng ta sẽ lau bằng nước hoa hồng lại để giúp cho cái quá trình da được cân bằng được cái độ pH một cách tốt nhất. Đó, sau khi lau xong nước hoa hồng xong thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quy trình peel da. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bát và một cái chổi như thế này cho Huế. Cái bát và cái chổi này đặc biệt là chúng ta sẽ phải để khô nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái bóc. Bây giờ thì Huế sẽ bóc trực tiếp là cái sản phẩm này để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là cái sản phẩm này thì nó sẽ hiệu quả như thế nào, và nó sẽ bao gồm những cái gì ở trong cái bộ sản phẩm peel da này. Đây, cái này của nó thì nó sẽ được bao bọc bằng cái lớp ni lông. Đó, nó để đảm bảo cho là cái hàng vận chuyển từ bên Hàn Quốc về sẽ là 100% là hàng chuẩn. Đây, chúng ta sẽ bóc nhé, để chúng ta thấy được ở bên trong cái sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm gì. Tú thì sẽ làm liệu trình đầu tiên, chính vì thế nên ở trong cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm một cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm này. Cái thứ hai nữa thì nó sẽ bao gồm một bộ peel đầy đủ như thế này. Cái bộ peel đầy đủ này thì nó sẽ gồm như thế nào? Tức là sẽ có cái tảo. Cái lượng tảo này thì nó sẽ được đánh số từ 1 cho đến 4. Ví dụ như là số 1 là chứa 0,25 gram tảo, số 2 là 0,5 gram, số 3 là 0,75 gram và số 1 là 1 gram, số 4 là 1 gram tảo. Thì với từng cái gram tảo như thế này nó tương ứng với từng tuần các chị làm. Ví dụ tuần đầu tiên chúng ta sẽ làm số 1, tuần thứ 2 chúng ta làm số 2, tuần thứ 3 làm số 3 và tuần thứ 4 là kết thúc liệu trình 28 ngày chúng ta sẽ làm số 4. Cái lượng AHA và BHA đưa vào từng cái liệu trình thì chúng ta sẽ mix
số 1 với một cái chai AHA và BHA. Đó, sau khi mà mix xong thì chúng ta sẽ trộn đều cái dung dịch lên và chúng ta sẽ để trên da khách hàng tầm khoảng 5 đến 7 phút, sau đó thì chúng ta sẽ peel bằng cái dầu grip oil này để lấy ngay đi cái lớp sừng hóa và những cái lớp da thừa, da dư ở trên bề mặt da của các chị. Và bây giờ thì Huế sẽ bắt đầu vào cái quy trình peel da cho Tú nhé. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một cái chai AHA và BHA và một cái chai tảo này. Bây giờ thì Huế sẽ mix cái tảo này với cái AHA và BHA. Đó. Đây, chúng ta sẽ nhìn nhé. Cái lượng tảo mà đưa vào theo từng lần thì nó sẽ tương ứng với từng tuần để giúp cho da chúng ta nó sẽ không bị gọi là kích ứng quá mức. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đạt được cái ngưỡng của da để làm sao mỗi một lần thì chúng ta sẽ peel đi một cái lượng rất là vừa thôi. Da rất là vừa thôi, đảm bảo cái hiện tượng là da nó không bị tăng sắc tố, không bị đau, không bị rát và không bị đỏ nhé. Đó. Chúng ta sẽ lấy một cái chổi như thế này. Đây là lượng AHA, BHA đã được mix với tảo và chúng ta sẽ lấy cái chổi để chúng ta đánh đều lên. Đó. Chúng ta sẽ đánh đến khi nào mà cái AHA, BHA này với cái tảo nó quện vào với nhau và nó không còn vón cục nữa thì lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng để bôi lên bề mặt da và để trên da của khách hàng tầm khoảng 5 phút. Đó. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ bôi một lớp mỏng thôi, không cần phải bôi một lớp quá dày đâu ạ. Đây, đây nhá. Chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp như thế này. Và với cái da đã được làm sạch cũng như đã được xử lý bằng cái chai gel rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ quét đều lên da của khách hàng. Đó, da này là nổi mao mạch rất là rõ luôn ấy. Chúng ta sẽ tránh tiếp xúc sát vào vùng mắt, tại vì là những cái vi kim này thì nó sẽ đi sâu xuống dưới da nên chúng ta sẽ tránh tiếp xúc sát vào vùng mắt nhé. Rồi, sau khi mà bôi cái dung dịch AHA, BHA cộng với mix với tảo như thế này thì chúng ta sẽ để nguyên ở trên da mặt tầm khoảng 5 phút cho đến cùng lắm là 7 phút thôi. Sau khi mà cái hỗn hợp này nó khô thì một phần những cái tảo nó sẽ chui xuống dưới cái lỗ chân lông và nó nằm ở đó, sau đó thì tầm khoảng 72 tiếng nó sẽ tan cái tảo đó ra để kích thích tăng sinh những cái lượng collagen, elastin ở dưới cái vùng da, giúp làm trẻ hóa da toàn diện và đặc biệt là nó sẽ kích thích những cái tế bào gốc ở dưới cái vùng da chúng ta, nó sẽ đẩy lên giống như là nó đánh thức cái tế bào gốc ở dưới da của chúng ta lên ấy, thì để cho những cái tế bào mới nó sẽ đi lên trên vùng trên lớp thượng bì thay thế cho những cái tế bào cũ đã được loại bỏ trong cái quá trình vi kim đó. Thì về nguyên lý cũng như là cơ chế của nó là như vậy. Thế nên là đối với cái da mà mỏng đỏ yếu, những cái da mà dễ kích ứng thì hoàn toàn là các chị yên tâm là chúng ta đều có thể sử dụng được cái liệu trình peel da này mà không sợ là cái quá trình mà xâm lấn vào da hay quá trình mà thay một cái lớp da khác thì những cái lớp da ở dưới nó bị mỏng đi. Đấy là hoàn toàn là sai. Với cái liệu trình vi kim này thì chúng ta sẽ có một lớp da khác để thay thế nên chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt là ở bên Hàn Quốc theo cái phác đồ chuẩn y khoa thì họ sẽ phải thay thế những cái lớp da mới liên tục để cho những cái lớp da cũ nó được đẩy ra ngoài, bởi vì cái tốc độ bong da so với cái tốc độ sừng hóa ở cái độ tuổi lão hóa nó rất là lớn.
tức là nó sẽ chênh lệch nhau rất là nhiều. Thế nên là chúng ta lại gần như là cái da chúng ta không bong ra được, và chính vì thế nên là nó không kích thích sản sinh được những cái tế bào mới ở dưới đáy da của chúng ta đẩy lên, nên là cái da của chúng ta nó bị nám này, bị sạm này, tàn nhang, đồi mồi, rồi da chúng ta bị lão hóa rất là nhiều đó. Rồi đặc biệt nữa là bởi vì là cái lớp sừng ấy ở trên da chúng ta nó đóng thành một cái lớp rất là dày ở trên cái lớp thượng bì. Chính vì thế nên chúng ta sẽ bôi những cái mỹ phẩm hay là dưỡng da rất là mắc tiền, đắt tiền nhưng mà nó không có hiệu quả, bởi vì nó cái khả năng hấp thụ của sản phẩm hay cái khả năng mà cái sản phẩm đó nó đi vào dưới cái vùng da mà cần phải dưỡng của chúng ta là cái lớp trung bì và lớp hạ bì thì nó chỉ đạt được tầm khoảng 5-10%, cao lắm là tầm khoảng 20% thôi. Chính vì thế 80% còn lại thì nó nằm ở trên lớp thượng bì và nó sẽ không đi được vào da để nuôi dưỡng những cái tế bào da mới. Chính vì thế nên là cái da của chúng ta nó vẫn bị hiện tượng lão hóa mặc dù chúng ta sử dụng sản phẩm rất là đắt tiền. Đó là lý do tại làm sao mà ví dụ như em Huế là một năm em sẽ phải peel tầm khoảng 4 bộ như thế này, 4 cái bộ peel da như thế này để làm sao mà đảm bảo cho cái da của em nó luôn luôn là cái lớp da khỏe và đặc biệt là nó luôn luôn được sản sinh những cái tế bào mới đẩy lên trên thay thế cái tế bào mà đã lão hóa, nên là càng ngày thì da của em càng trẻ hơn, rồi nó căng bóng hơn, trắng sáng hơn và dần dần những cái nám sạm, tàn nhang hay là những cái đồi mồi trên da nó được đào thải ra ngoài theo cái lớp da chết của chúng ta đó. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta em Huế Tú có thấy cái hiện tượng châm chích gì không? Hơi châm chích đúng không? Vâng. Nhưng mà nó có khó chịu gì không? Không, bình thường. À, đấy, cái hiện tượng mà cái kim ấy, khi mà các chị sử dụng những cái liệu trình vi kim cũ ấy thì nó rất là khó chịu và rất là rát. Chúng ta sử dụng thì khi mà chúng ta đưa cái tảo vào ấy nó sẽ vô cùng là rát, bởi vì là nó làm bằng những cái tinh thể giống như cái hình kim cương, có nghĩa là nó có rất nhiều góc cạnh và khi mà nó đi sâu vào da thì nó đâm vào những cái vùng da, những cái tế bào da, nó gây hiện tượng châm chích rồi là gây ra cái hiện tượng mà đỏ, đau và rát. À, và đặc biệt nữa là nó không bong ra ngay mà nó thể sau 3 đến 5 ngày sau, thậm chí một tuần sau thì da nó mới được bong hết, nên là gây ra cái tình trạng mất thẩm mỹ và đặc biệt là khách hàng sẽ rất là khó chịu, bởi vì là trong cái quá trình đó thì chúng ta lại phải kiêng khem nước, sữa rửa mặt, nên là da của khách hàng nó rất là khó chịu. Thế nhưng mà với cái liệu trình peel da này thì chúng ta sẽ thấy là cái da nó sẽ được bong ngay tại cái thời điểm mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, và chút nữa thì em Huế sẽ để thêm tầm khoảng một vài phút nữa để cho da của Tú hấp thụ hết toàn bộ cái tảo vào sâu trong da, sau đó thì em sẽ sử dụng cái liệu trình cái dầu grip oil này để peel đi toàn bộ cái lớp da mà dư da thừa và cái tế bào da lão hóa ở trên trên da của Tú, thì lúc đó là các chị sẽ thấy là cái da của Tú nó sẽ sáng ngay, nó sẽ bóng ngay và nó căng ngay đó, như da của em là vừa mới làm hôm qua. Các chị thấy là da của em đã có sự căng bóng bình thường, còn trước đây nếu như làm liệu trình vi kim cũ thì tầm này da nó vẫn còn đang đỏ và rất là châm chích, nó không có cái cảm giác mà dễ chịu, mà bây giờ thì em ấn vào là nó không hề có cái cảm giác gì hết, nó rất là dễ chịu nhá các chị nhá. Đó, chúng ta sẽ chờ nhá. Sau khi mà da của Tú thì đã được tầm khoảng 5 phút thì bây giờ thì Huế sẽ peel luôn nhá. Các chị để ý này, trong cái quá trình peel da thì các chị sẽ lưu ý là chúng ta sẽ lấy một cái chai dầu grip oil này, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai dầu này để chúng ta bôi đều lên trên vùng da. Đó. Cái dầu này thì nó được hoạt hóa, tức là khi mà cái tảo với cái sản phẩm mà cái hoạt hóa của cái tảo cộng với cái AHA và BHA nó hoạt hóa với nhau rồi thì một phần cái lượng tảo nó sẽ đi vào sâu dưới bề mặt da của chúng ta, và một phần nữa thì cái lượng tảo nó sẽ nằm ở phía trên. Chính vì thế nên trong cái quá trình mà peel ấy, trong cái quá trình mà peel da thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta sẽ ấn tay thôi, chúng ta sẽ không xoa, bởi để tránh cái lượng tảo mà nó sẽ còn sót lại ở trên lớp thượng bì của da ấy, nó sẽ bị rơi đi, thì chúng ta sẽ ấn tay phần còn lại của tảo thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đi vào sâu trong da và nó nằm ở cái vị trí để nó tan ra, sẽ làm cho da của chúng ta nó khỏe hơn. Chúng ta sẽ lấy một cái lượng dầu như thế này nhé. Chúng ta sẽ lấy một cái lượng dầu đủ như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ Tú zoom gần mặt vào đây để bây giờ thì Huế sẽ ấn nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ ấn này. Đó. Cái lượng mà tảo mà đi vào trong da thì sẽ được đẩy sâu vào trong cái lớp trung bì. Đây, mọi người nhìn này. Bắt đầu cái khi mà ấn thì cái da, cái lớp da thừa này, da chết nó sẽ bong ra theo cái lúc mà chúng ta ấn vào da như thế này.
Đó, mọi người có nhìn thấy rõ mao mạch của Tú không? Đó, mao mạch rất là rõ luôn nhé. Da rất là mỏng. Cho thêm dầu đi. Đấy. Chúng ta sẽ cho thêm dầu vào. Nếu mà trong quá trình mà ấn mà thấy cái da của chúng ta khô thì chúng ta sẽ cho thêm dầu vào nhé. Đó. Mọi người nhìn này. Nó ra cái lớp da này. Thì những cái nám sạm tàn nhang hay là những cái da bị lão hóa, hoặc là những cái hiện tượng mà da bị lỗ chân lông to, dầu nhiều, rồi những cái trường hợp mà da bị mụn ẩn ấy, thì nó sẽ được peel theo từng lần như thế này. Mỗi một lần sẽ lấy bớt đi một chút, thì chúng ta sẽ thấy là cái da của chúng ta nó sẽ được trẻ hóa dần, và chúng ta sẽ thấy là cái da của chúng ta nó sáng dần lên. Đó. Chúng ta có thể sử dụng cả này. Chúng ta sẽ ấn như thế này, mục đích là để đẩy nốt những cái phần kim còn lại ở trên bề mặt da vào sâu trong da. Còn những cái phần mà ở trên bề mặt da thì nó sẽ được loại bỏ nhé. Những lớp sừng hóa này, những cái lớp da chết này sẽ được loại bỏ hoàn toàn khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này. Đó. Trong cái quá trình mà chúng ta làm ấy, thì nếu mà khô quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai dầu này để đưa tiếp vào da nhé. Và chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ ấn thôi, không xoa, mà chúng ta sẽ ấn. Đây, mọi người nhìn thấy rõ là cái lượng da chết da nhiều như thế nào. Mọi người có nhìn thấy rõ cái mao mạch nổi lên trên bề mặt của Tú không? Đó. Đây. Cái da thừa, da dư nó sẽ nhiều như thế này luôn này. Trong 28 ngày, mỗi một tuần chúng ta làm một lần, thì mỗi một lần chúng ta làm nó sẽ lấy đi bớt một cái lượng da thừa, da chết, và nó sẽ thay thế cho một cái chúng ta một cái lớp da mới. Chính vì thế nên khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này thì trong vòng 28 ngày thôi, 4 lần sử dụng cái liệu trình này thì nó sẽ mỗi một lần thì nó sẽ kích thích sản sinh những cái tế bào mới ở dưới da lên để thay thế cho những cái tế bào bị sừng hóa và những cái tế bào cũ. Chính vì thế nên chúng ta sẽ thấy là toàn bộ, ví dụ như là ai mà bị những cái vấn đề như là dầu nhiều này, lỗ chân lông to này, hoặc là những cái mụn đầu đen ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này thì nó sẽ lấy đi được hết toàn bộ những cái mụn đầu đen, và thậm chí là ngày hôm sau chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng mụn đầu đen nó sẽ, hoặc là những cái mụn ẩn ở trên da nó sẽ trồi lên trên bề mặt da của các chị. Đó. Những cái lớp da chết nó ra rất là nhiều luôn đấy. Một năm thì chúng ta có thể peel 4 lần, 3 tháng thì chúng ta có thể peel 1 lần. Đối với da nào mà mỏng đỏ yếu thì chúng ta có thể cách da 6 tháng chúng ta peel 1 lần nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa những cái tế bào gốc điều trị mụn với da mụn, tế bào gốc điều trị nám với da nám, tế bào gốc mà chống lão hóa, xử lý những cái nếp nhăn đối với những cái da mà bị lão hóa và những cái nếp nhăn nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta đưa vào thì cái da của khách hàng, đây các chị nhìn này, da nó ra rất là nhiều luôn này. Nó theo từng mảng này, đó. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm là những cái da này này thì khi mà peel đi ấy, thì nó sẽ không sợ là làm mỏng da, bởi vì là nó sẽ có những cái lượng tảo ở dưới để nó đẩy những cái tế bào mới, và trong 3 ngày thì cái tảo nó tan, kích thích tế bào mới, thì biểu bì mô trong khoảng 1 tuần nó sẽ đẩy lên và tiếp tục thì sau 1 tuần da được tái tạo mới rồi, nó sẽ kích thích sản sinh. Bình thường là chu kỳ thay da của chúng ta theo tự nhiên là khoảng 14 ngày đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng cái bộ peel này thì cái chu kỳ thay da nó sẽ được đẩy lên rất là nhanh, trong vòng từ 3 ngày cho đến 7 ngày là nó đã tự thay da rồi. Thế nên là những cái tế bào mà cũ ấy, nó sẽ được đẩy đi, và những cái tế bào mới nó sẽ được thay thế, nên là da của chúng ta nó sẽ không bị mỏng đi đâu nhá.
Đây, mọi người nhìn này, cái da chết da rất là nhiều luôn này. Đó, thì với cái lớp da dày như thế này thì mọi người nghĩ sao ạ? Tại vì là nếu mà để lớp da chết như thế này, nhiều dày như thế này, thì những cái mỹ phẩm dưỡng da kể cả đắt tiền đến đâu nó cũng không thể nào mà nó đi vào qua cái lớp da này hết được. Và chính vì thế nên mọi người sử dụng mỹ phẩm đắt tiền nó không hiệu quả là như vậy. Đó, thì Huế sẽ đẩy dồn toàn bộ cái phần da thừa ra của Tú ra sang để cho mọi người xem nhé. Ở đây thì khi mà chúng ta làm ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là da nó sẽ không bị cái hiện tượng đỏ này, không bị hiện tượng rát giống như là cái liệu trình peel da cũ. Đó. Đây Huế đang lấy cái da của Tú ra này. Đó. Đẩy dồn sang. Rất là nhiều luôn. Khi mà peel như thế này thì da của chúng ta sẽ có hiện tượng là chỉ hồng hồng thôi ạ. Sau đó thì khi mà chúng ta đắp mặt nạ ấy, thì cái phần da đấy nó sẽ không còn bị hồng, không còn bị đau, không có rát đỏ gì hết. Nó chỉ có hiện tượng gọi là châm chích nhẹ một chút thôi. Đó. Đây, cái lượng da chết nó ra rất là nhiều luôn. Cái lượng da chết nó ra rất là nhiều nhá. Đó. Thì mọi người sẽ xem là khi mà đắp xong cái lớp mặt nạ thì cái da của Tú nó sẽ thay đổi như thế nào. Gần như xong rồi đấy. Tú ấn nốt đi, ấn nốt xem là còn này không, còn cái da chết không. Nó chỉ hơi đỏ đỏ, hơi hồng hồng thôi. Da sẽ không bị cái hiện tượng gọi là đỏ hay là rát. Nó không hề có cái cảm giác rát đỏ giống như là những cái liệu trình peel da cũ. Đó. Chúng ta có thể làm ở nhà, chúng ta sẽ dùng cái tay ấn như là Tú đây. Chúng ta sẽ ấn từng chỗ một đến bao giờ mà cảm giác là cái da chúng ta nó sẽ không ra những cái tế bào chết nữa, hoặc là cái da của ta chúng ta trơn rồi, trên bề mặt da không còn những cái sần sần nữa, thì lúc đó thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ ấn tầm khoảng 5 cho đến 7 phút để loại bỏ toàn bộ cái lớp da của cái lần đầu tiên đi. Sau đó thì cái lượng tế bào ở dưới nó tiếp tục nó tăng sinh lên, thì nó những cái tế bào cũ, những cái tế bào mà đang trưởng thành và chuẩn bị già để đào thải ra ngoài, thì sang tuần sau thì chúng ta lại peel tiếp và peel 4 lần liên tiếp như thế, thì da chúng ta sẽ được thay một cái lớp da mới hoàn toàn sau 28 ngày sau 4 lần nhé các chị nhé. Đó. Thấy không? Da rất là nhiều. Đó. Da hồng hồng lên à? Hồng lên đúng không? Có cảm giác châm chích nhiều không? Không ạ, chỉ nhẹ nhẹ thôi ạ. Chịu được. Đó. Nó không bị đau, không bị rát. Nếu như thấy đau thì sẽ thấy mặt mũi nhăn nhó ngay. Đau. Đó, mọi người thấy không? Tự làm ở tại nhà được, tức là cái liệu trình peel này là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chủ động làm được, bởi vì là nó không đau, không rát, không đỏ. Chính vì thế nên là mọi người ở đây như lên văn phòng của Huế thì các chị rất là mong đến cuối tuần, hoặc là rất là mong đến đủ một tuần để các chị có thể làm cái liệu trình peel này, và muốn nhanh chóng kết thúc sớm cái liệu trình peel da trong 28 ngày để cho da của các chị nó trẻ hóa toàn diện, cũng như là trong cái quá trình mà ví dụ như là những cái da mà bị những cái vấn đề liên quan đến sắc tố, bị nám chẳng hạn, hoặc là bị những cái vấn đề liên quan đến hiện tượng mà bị sẹo, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái liệu trình peel này. Sau đó thì nó sẽ cải thiện được khoảng 60% rồi, thì sau một liệu trình chẳng hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái tế bào gốc để cải thiện nốt những cái vấn đề da còn lại. Bởi vì những cái vấn đề liên quan đến nám này, những cái vấn đề liên quan đến sẹo này, mụn này, thì đó là những cái vấn đề bệnh lý của da. Thế nên là chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện bằng những cái tế bào gốc để điều trị tiếp những cái làn da như vậy. Và sau tầm khoảng 2 tháng thì những cái làn da như vậy nó sẽ được cải thiện rất là tốt, rất là rõ nhé các chị nhé. Giờ chúng ta sẽ lau đi nhé. Chúng ta tự làm. Chúng ta tự làm thì sẽ không có cái cảm giác là đau đỏ rát gì hết. Đó. Trong cái quá trình làm thì chúng ta sẽ sử dụng một cái miếng mặt nạ rong biển này.
cái khi mà chúng ta kết thúc xong cái này xong thì chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc A cộng. Đây là cái tế bào gốc mà chúng ta sẽ bôi trong 3 ngày đầu tiên, và chúng ta sẽ bôi liên tiếp cái tế bào gốc A cộng này. Ban ngày thì chúng ta sẽ bôi A cộng với kem chống nắng, chúng ta sẽ sử dụng một lớp nước hoa hồng này, bôi tế bào gốc A cộng và một lớp kem chống nắng. Còn buổi tối chúng ta chỉ sử dụng nước hoa hồng với cái tế bào gốc A cộng này thôi trong 3 ngày đầu tiên. Từ ngày thứ tư thì tùy theo tình trạng da của khách hàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc tương ứng nhé. Đó. Thì với cái tình trạng da của Tú ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc A cộng và kết hợp thêm với tế bào gốc Y cộng. Bởi vì sao? Bởi vì là A cộng thì sẽ sử dụng để trẻ hóa được toàn bộ cái làn da này, và cái tế bào gốc Y cộng để giúp cho da của Tú nó sẽ cải thiện được cái nám sạm còn lại ở trên bề mặt da. Đó. Sau khi mà chúng ta lau hết đi cái lớp peel da thì mọi người thấy là da của Tú này nó chỉ hơi hồng hồng lên như thế này thôi, nhưng mà đã có cái độ căng, có cái độ bóng hơn rất là nhiều so với cái lúc ban đầu nhá. Và ở đây thì Huế sẽ chuẩn bị một miếng mặt nạ rong biển để chúng ta sẽ sử dụng, và bây giờ chúng ta sẽ đắp cái miếng mặt nạ này lên trên gương mặt của Tú tầm khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ thấy là da của Tú khi mà đắp lên cái miếng mặt nạ này thì da của Tú sẽ không còn bị hiện tượng hồng hồng như thế này nữa. Đó. Đây, tự chị cầm cái. Đó. Rồi, đã xong rất dễ chịu. Dễ chịu đúng không? Tức là nó chỉ có cái cảm giác gọi là đỏ một chút, hơi hơi hồng hồng da một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta đắp cái mặt nạ này vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước ở trong ngăn mát của tủ lạnh hoặc là cái nước mà mát ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái da chúng ta nó sẽ dịu ngay lập tức và nó không còn bất cứ một cái hiện tượng châm chích nào hết. Đó, thì cảm giác bây giờ Tú là nó thấy khó chịu không? Không ạ, rất dễ chịu. Đắp mặt nạ xong rất là dễ chịu, đúng không? Dễ chịu. Thì cái mặt nạ này nó là dạng mặt nạ rồi người ta gọi là mặt nạ rong biển, bởi vì là nó được chiết xuất hoàn toàn từ rong biển. Và khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp làm cho cái da của chúng ta nó sẽ không bị trong cái quá trình điều trị nó sẽ không bị đỏ, không bị rát, không bị đau, không bị sưng. Và đặc biệt nữa là nó sẽ làm dịu da chúng ta rất là nhanh nhá chị nhá. Các chị sẽ theo dõi là tầm khoảng 15 phút nữa khi mà bỏ cái miếng mặt nạ này ra thì cái làn da của Tú khi mà kết thúc liệu trình này thì nó sẽ thay đổi kỳ diệu như thế nào nhá các chị nhá. Đây, bây giờ thì Tú đã đắp được cái mặt nạ rong biển này tầm khoảng 15 phút. Và bây giờ thì mình sẽ lột cái miếng mặt nạ này ra và mọi người sẽ theo dõi để thấy được cái sự thay đổi trên cái làn da của Tú như thế nào nhé. Đó, mọi người thấy không? Khi mà cái miếng mặt nạ được lột ra thì mọi người sẽ thấy là da rất là sáng này. Thứ nhất là da rất là sáng, thứ hai nữa là lúc nãy thì còn thấy hiện tượng hồng hồng, nhưng bây giờ nó chỉ hồng một chút ở cái phần má thôi, và không còn bất cứ một cái cảm giác châm chích nào hết. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước sạch nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái nước sạch để chúng ta lau lại mặt. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước hoa hồng để chúng ta lau. Nó không bị châm chích đúng không? Hết rồi, không còn cảm giác châm chích nữa. Không còn cảm giác châm chích nữa. Có nghĩa là nếu như cái liệu trình peel da cũ thì khi mà chúng ta, kể cả chúng ta có đắp mặt nạ hoặc là chúng ta có sử dụng tế bào gốc, thì cái cảm giác châm chích nó gần như là nó sẽ vẫn diễn ra trong tầm khoảng 1 đến 2 ngày đầu tiên. Nhưng mà ở đây thì khi mà chúng ta peel như thế này thì chúng ta sẽ thấy là da không còn một chút cả cảm giác châm chích nào hết. Và bây giờ thì sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc A cộng này, bôi cái tế bào gốc A cộng này vào, mục đích để nó tái tạo một cái lớp da mới đẩy lên nhanh hơn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ bảo vệ cái lớp da ở bên cái lớp da non ấy mới đẩy lên ấy, để giúp cho cái lớp da đó nó sẽ không bị cái hiện tượng mà tăng sắc tố hoặc là nám sạm trở lại. Đây, chúng ta sẽ bôi tế bào gốc A cộng nhé. Không còn bị cảm giác châm chích hay là đau nữa nhé chị nhé.
Tên tên xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là cái liệu trình Pilza rất là đơn giản, rất là dễ làm, và chúng ta hoàn toàn chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện đi spa và thẩm mỹ thì chúng ta sẽ làm ở tại spa và thẩm mỹ, còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng cái liệu trình peel này ở tại nhà với một cái công thức rất là dễ dàng, rất là đơn giản theo thứ tự như là những cái gì mà em Huế đã hướng dẫn trước đây. Xin chào tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.